chuyện kể về một nam nhân tên Giang Tiểu Bạch là một con sâu bệnh từ khi sinh ra đã luôn cần phải có thuốc để giữ mạng. Trong một lần lên núi hái thuốc thì trời xuôi đất khiến thế nào, anh lại được nhận làm đệ tử của một tiên tông. Không những vậy còn thu phục được một thanh kiếm cổ vô cùng quỷ dị, mỗi đường chém ra đều vô cùng khác biệt. Và kể từ khi có được thanh kiếm đó, Giang Tiểu Bạch anh một thân trở nên xuất thần nhập thế, từ chảm yêu trừ ma tới vẽ linh phù, mọi thứ đều thoát tục như không nhiễm chút bụi trần nào kể từ đó Giang Tiểu Bạch như một bước lên trời, đến đại ma vương yêu quái ở cấm khu cũng chủ động nhận anh làm chủ nhân, không những vậy đến tổ tông của môn phái cũng muốn chủ động bái anh làm thầy. Vậy các độc giả hãy đón chờ xem Giang Tiểu Bạch này đã thay đổi cuộc đời từng bước như thế nào nhé. Đầu cảnh của bộ truyện chính là chân dung nam chính của chúng ta, Giang Tiểu Bạch. Điều khiến mọi người càng bất ngờ hơn, đó là anh ta không phải người của thế giới tu tiên này, anh đến từ một nơi gọi là Lam Tinh. Xui rủi thay, kể từ khi xuyên không tới đây 18 năm thì anh bị bệnh cả 18 năm, người đời đều nói anh là con bệnh mệnh yểu. Vậy nên ai cũng khinh thường và thương hại. Nhưng đến một ngày, anh lại có vận khí lớn như trời cho cơ hội, Giang Tiểu Bạch may mắn được thu nhận vào một tiên môn nổi tiếng ngỡ như chỉ có trong truyền thuyết, Vân Kiếm Tông. Từ đó có thể nói, Giang Tiểu Bạch anh đã trở thành một môn đồ tu tiên có tiền đồ rộng mở, có môn hộ chống lưng. Đứng trên vách đá cao nhìn xuống tiểu trấn, Giang Tiểu Bạch tin chắc rằng chỉ cần bản thân không ngừng nghỉ cố gắng tu tập đạo hạnh, thì chắc chắn sẽ có ngày tu luyện ra tiên đan, khi đó bệnh của bản thân cũng có thể chữa khỏi. Giang Tiểu Bạch nhớ lại ngày hôm đó, ngày đầu tiên mình tới tông môn bắt đầu tu luyện trên vùng đất ngự tinh rồi rào tiên khí. Bản thân khi đó đã bị tên Dương Thành, đệ tử ngoại môn ra tay cướp bóc linh thạch. Hắn chặn đường và hùng hổ lao tới túm lấy cổ áo của Giang Tiểu Bạch Anh, một tay nhấc bổng anh lên rồi hung tợn đe dọa, Hắn nói anh nếu biết điều hãy đưa hết linh thạch và đan dược vừa nhận được từ chỗ hoàng trưởng lão ra. Anh chỉ là một tên mới đến, nếu đưa ra thì sau này hắn sẽ đảm bảo anh sống bình an trên đất tự linh này. Những người đứng xung quanh đều có thể chứng kiến cảnh tượng bắt nạt quá quát này, nhưng không ai dám tiến lại khuyên can bởi vì đây vốn dĩ cũng là hình ảnh quen thuộc họ thường bắt gặp. Tên Dương Thành Ngông Nguyên tự đắc này luôn là người ỷ mạnh hiếp yếu, những người mới đến đều bị hắn bắt nạt qua vài lần cho nên không ai dám nhiều chuyện mà dây vào. Giang Tiểu Bạch bị nhấc bổng tới mức thiếu hơi mà mặt trắng bệch, cố gắng dãy dụa nhưng vẫn không được buông tha. Khi ấy chỉ có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh vang lên, anh nói đây đều là thứ trưởng lão cho mình, sao lại có thể đưa cho hắn như vậy được. Dương Thành tức giận vì gặp phải một con sâu bệnh cứng đầu, vậy nên trước con mắt kiên nghị của Giang Tiểu Bạch, hắn lập tức một hất ném bay anh ra xa. Không những vậy còn không để Giang Tiểu Bạch vào mắt, khinh thường anh chỉ là một tên phế vật quét rác thì nên biết điều nếu không sẽ bị hắn giết dễ như trở bàn tay. Nam chính của chúng ta khi đó vì một cú ném thật mạnh của tên ác bá kia mà bị đả thương, ho liên tiếp ra mấy ngụm máu tươi, nhưng anh thật sự cũng không hề sợ hãi, bởi vì bản thân đã trải qua biết bao nhiêu gian nan mới có thể lên núi để tìm thuốc giải bệnh cho bản thân. Khi ấy gặp biết bao nhiêu yêu thú bao vây, trực chờ bị lấy mạng rồi ăn tươi nuốt sống, nếu không phải có Tống Gia hy sinh xả thân cứu anh thì anh đã không toàn mạng tới ngày hôm nay mà ở đây rồi. Không chỉ vậy, Giang Tiểu Bạch còn nhớ rõ khi ấy vào thời khắc mấu chốt đã có một tiên nữ xinh đẹp hạ phàm xuống cứu mình thoát chết một mạng. Tiên nữ đó không nhiễm một hạt bụi trần, thanh thoát vung kiếm chém sạch yêu quái rồi biến mất. Vậy nên làm sao có chuyện chỉ vì gặp một tên chết tiệt như Dương Thành mà có thể dễ dàng từ bỏ, đưa hết đan dược và linh thạch mà mình mới được ban, Giang Tiểu Bạch anh chính là không cam tâm. Giang Tiểu Bạch ánh mắt cương nghị nhìn chằm chằm vào tên Dương Thành đang không ngừng tiến lại gần, anh đang tự nhủ bản thân không được từ bỏ. Nhưng ngay lập tức hắn đã dùng hành động dùng chân dẫm thật mạnh vào bàn tay anh rồi chỉ chết làm giang tiểu bạch đau muốn chết đi sống lại dưới tiếng hét đau đớn và thê lương ấy tên khốn kiếp đó còn không ngừng cười cợt khinh thường anh hắn khinh bỉ nhìn rồi cảnh cáo giang tiểu bạch hãy mở mắt nhìn cho rõ nơi đây là vân kiếm tông và chỉ có kẻ mạnh mới có chỗ đứng hắn nhắc nhở anh giờ đây chỉ là một tên tạp dịch được thu nạp về để quét dọn cũng chỉ thuộc một chi nhỏ của vân kiếm tông để xem xem có ai dám giúp anh mặc kệ giang tiểu bạch đau tới run người gương mặt đổ đầy mồ hôi lạnh hắn còn đe dọa anh nên nhớ kỹ linh thạch và đan dược mỗi tháng đều phải nộp lại cho hắn đây đều là quy tắc không được làm trái lại giang tiểu bạch cắn răng nhịn cơn đau đưa mắt nhìn lại những đồng học đứng xung quanh cũng sợ hãi mà không dám đứng lên giúp mình thì cũng hiểu ra có người còn đứng lên tiến sát vào tai anh khuyên anh cứ trước mắt là đưa hết cho tên dương thần này đi nghe nói đường huynh của hắn còn là đệ tử chính thức ở đây có người chống lưng như vậy bọn họ không thể đắc tội Mọi người ở đây muốn sống yên ổn thì đều làm như vậy. Suy nghĩ một hồi, Giang Tiểu Bạch cũng cắn răng đồng ý đưa đan dược và linh thạch. Anh nghiến răng chấp thuận và đưa tay lên xoa đi lồng ngực còn đang âm ỉ đau nhức. Hành động ngoan ngoãn nghe lời này làm cho Dương Thần càng đắc ý, hắn nhấc chân lên cho bàn tay đáng thương của anh. Sau đó còn không nhanh không chậm đưa tay lên vỗ vào mặt Giang Tiểu Bạch mấy cái, nói anh nên như vậy ngay từ đầu, làm một con chó ngoan ngoãn nghe lời chủ thì có khi không phải chịu đau như thế này nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh đã ngay lập tức đứng bật dậy dùng đầu húc thẳng vào cằm hắn làm dương thành ăn chọn một cú đau điếng mà ngã ra đất tiếng hét đau đớn làm mọi người đều trố mắt kinh ngạc mà nhìn sang người dũng cảm vừa rồi giang tiểu bạch khi ấy linh hoạt đứng dậy rồi chửi tên khốn nạn kia một tiếng chết tiệt sau đó nhanh chóng chạy đi để bảo toàn mạng sống ai cũng đều cảm thấy đó là hành động nguy hiểm và chán sống nhất là khi tên khốn dương thành ôm một tay máu mũi ngồi dậy giận dữ nhìn theo hắn thật không ngờ tên nhãi nhất gan mệnh yểu này lại dám ra tay với mình vậy nên hắn gầm lớn ra lệnh cho đám thuộc hạ mau chóng đuổi theo và đánh chết giang tiểu bạch đang nhanh chân trốn thoát kia ngay lập tức tiếng gầm lớn làm ai nấy đều run sợ nhưng họ cũng đều có ý tốt nhắc nhở tiểu bạch nhanh chân mau chạy bởi vì rất nhanh sau đó dương thành đã dùng chiêu thức ấn phù để tăng tốc chạy cơ thể như gió lao về phía sau tiểu bạch chỉ trong trước mắt giang tiểu bạch cảnh giác nên vô thức quay lại phía sau để xem nhất cử nhất động của tên ác bá đó chỉ là anh cũng phải giật mình vì không ngờ hắn lại có thể chạy nhanh như vậy Tình hình đang rất không ổn, nếu không nhanh hơn thì có thể sẽ bị tên Dương Thành đó bắt lại mất. Vậy nên khi chạy đến bìa rừng, anh để ý thấy một con đường rất lạ, không những có hai bên đá dựng hẹp còn có rất nhiều dây leo bao quanh. Trước tình thế cấp bách, Giang Tiểu Bạch đã quẹo phải rồi lách vào con đường đó, mà Dương Thành thấy vậy thì sợ hãi mà trừng mắt, cuối cùng là dừng lại mà không dám đuổi theo nữa. Những người còn lại cũng mau chóng đuổi tới, họ không ngờ Giang Tiểu Bạch vậy mà đã chạy vào cấm khu của tông môn đến ngay cả dương thành xưa nay luôn ngông cuồng cũng chưa từng dám một chân bước tới cấm địa đó hắn nhắc nhở đám thuộc hạ giang tiểu bạch muốn chết thì do anh chọn chứ đừng trách hắn ác không chỉ dừng lại ở đây hắn trừng mắt đe dọa những người có mặt ở đây nếu hoàng trưởng lão có hỏi chuyện ngày hôm nay thì tốt nhất hãy nói là do giang tiểu bạch tự ý chạy vào nếu để hắn biết ai làm trái lời thì đừng hòng sống yên ai cũng sợ hãi mà cúi đầu chấp thuận nào có biết tiểu bạch của chúng ta sau một quãng đường chạy giữ mạng dài như vậy cuối cùng cũng dám ngồi nghỉ lấy hơi cơ chứ anh khi ấy toàn thân trọng thương mà đau nhức từng hồi, cộng với hoạt động mạnh nên máu ở phía ngực trái đang không ngừng chảy, thấm cả ra áo. Tiếng thở hồng hộc lấy hơi cũng không thể nào giúp Giang Tiểu Bạch khá hơn. Sau đó anh nhanh chóng cầm lấy đan dược được cất kỹ trong ngực áo, không chần chừ mà ném vào miệng rồi nuốt nhanh xuống. Anh biết chỉ với viên đan dược nhỏ con này thì không đáng là bao, nhưng với thân xác yếu tới rách nát này thì đây lại là cọng dơm cứu mạng duy nhất. Nếu hôm nay giao hết cho tên khốn Dương Thành đó thì khác gì là lấy mạng của anh. Nhưng ngồi lâu như vậy rồi, anh mới chợt nhận ra sao đám người kia vẫn chưa đuổi tới nơi. Giang Tiểu Bạch còn chưa kịp đứng dậy để xem xét phía sau thì bên cạnh đã có tiếng động lớn như tiếng của xích sắt lớn va chạm vào nhau. Luồng sắc khí dần nổi lên làm Tiểu Bạch cảnh giác mà quay sang nhìn, thật không ngờ cảnh tượng đó lại làm anh cứng đơ người mà không dám nhúc nhích. Một con mắt thật lớn mang theo con người đỏ như máu đang nhìn chằm chằm anh. Sau đó gương mặt đáng sợ dần xuất hiện cùng với hàm răng lớn sắc nhọn đáng sợ đang gầm gừ về phía nhân tộc phía trước. Giang Tiểu Bạch chết sững, sau cùng mới có thể cảm nhận được luồng sắc khí đáng sợ đang phát ra từ yêu quái không rõ hình dạng gì đang bị giam giữ tại đây. Nó có cặp sừng lớn như của trâu, mong vuốt và hàm răng rồng sắc nhọn nhìn anh như thể rất lâu mới được thấy đồ tươi vậy. Giang Tiểu Bạch sợ tới hồn muốn lìa khỏi xác, chỉ có thể bập bẹ từng chữ giải thích với đại yêu rằng mình đến đây là có nguyên nhân. Đại yêu thấy anh run như vậy thì cũng không cảnh giác, dùng tiềm thức hỏi anh có phải là do người nho phái tới hay không ai mà không biết nho kiếm là thánh tổ vân kiếm tông trước móng vuốt của đại yêu lao tới giang tiểu bạch vội đoán nó chắc chắn là có ân oán hận thù rất lớn với nho kiếm lão tổ rồi vậy nên trước khi móng vuốt chạm tới tiểu bạch anh vậy mà lại run rẩy tự nhận mình là nho kiếm lão tổ phải tới lời nói này làm cho đại yêu dừng ngay cơn thịnh nộ lại nó cười cười trào phúng còn khen ngợi anh rất hay lão tổ tông của anh khi còn là nhãi nhép vậy mà dám lừa nó tới đây rồi giam giữ suốt mấy trăm năm như vậy ngay cả cái đầu của tên nhãi đó cũng không lộ ra khiến nó càng thêm tức giận thấy nó không tấn công mình nữa giang tiểu bạch thở một hơi dài nhẹ cả lòng nhưng chưa được bao lâu lại bị tiếng gầm đó làm cho sợ tới toát mồ hôi lạnh nó nói anh đến đây là để xem kịch hay sao năm đó nho lão tổ nhốt hắn tại đây mấy trăm năm cũng không tới một lần chẳng lẽ lần này là muốn thả nó ra rồi nhưng làm sao nó có thể tin đây kết ấn này chỉ có thể khóa mà không thể tháo ngay cả nho kiếm kia cũng không giải được thì làm sao một tên ốm yếu bệnh tật như anh có thể cứu nó ra được giang tiểu bạch mặt tái xanh không ngờ nho kiếm lão tổ lại có thủ với đại yêu như vậy anh tự nhủ biết vậy đã không ngộ nhận để rước phiền phức trước con mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm mình giang tiểu bạch sợ tới mức không dám thở mạnh vậy mà chỉ với một giây sau đại yêu vậy mà lại có thể ngạc nhiên thốt lên rằng bản thân anh vậy mà tồn tại hồn căn bẩm sinh ai trong giới thu tiên mà không biết xác suất người bình thường có linh căn khá lớn chỉ khác nhau là tốt hay kém nhưng hồn căn thì dù là thiên tài hay yêu nghiệt thì cũng không thấy có Đại yêu lần này vậy mà lại kinh ngạc thốt lên bởi tên yếu đuối trước mặt mình, cũng chính là Giang Tiểu Bạch đây lại có hồn căn trong người. Thấy Giang Tiểu Bạch ngơ ngác tới ngã cả ra đất, Đại yêu thú còn dí sát gương mặt đáng sợ của mình mà cất giọng ồm ồm hỏi anh không có được nho kiếm nhóc con kia nói cho biết trước hay sao. Nhưng Giang Tiểu Bạch không biết thật, anh mới nghe lần đầu về mấy cái thứ này. Đại lão yêu thấy tên ngốc trước mặt ngơ ngác như bò đeo nơ thì chỉ biết thở dài, bản thân cũng lười giải thích nó chỉ nhắc nhở giang tiểu bạch nếu thật sự là được nho kiếm chết tiệt kia phái đến đây cứu nó thì mau làm đi nếu có thể rút được thứ phong ấn nó ra thì nó sẽ tha cho anh một mạng giang tiểu bạch thấy được giữ mạng thì nhẹ nhõm thở một hơi nhưng trí óc thế kỷ mới xuyên không tới đây lại nhắc nhở anh tuyệt đối không được dễ dàng đi làm theo lời nó đại yêu thú liên tục nói muốn giết anh giờ lại nói nếu anh rút được thứ phong ấn nó ra thì giữ cho anh một mạng có ma mới tin xem ra anh cần phải chiếm thế chủ động trước như vậy thì sau khi làm xong mới có thể giữ mạng anh lấy hết can đảm đáp trả đại yêu rằng mình không rút giọng nói quả quyết của một tên sâu bệnh làm đại yêu vương suýt chút mà sặc nước miếng mà chết chỉ thấy anh ung dung đứng dậy phủi quần áo dính bụi thách thức yêu vương chẳng phải cứ nói muốn giết mình sao vậy nên dựa vào cái gì mà anh phải giúp nó anh nào có đoán ra yêu vương kia kinh ngạc rồi nổi đoá gầm gừ muốn cắn xé mình ngay khi đó cơ chứ nhưng anh đã đoán đúng đại yêu vương vì muốn thoát ra mà thu lại sự hung tợn của mình nhất quyết hứa hẹn sau khi thoát ra sẽ giữ lại mạng sống chứ cho anh nhưng Giang Tiểu Bạch lại thắng ván cược này mất rồi, anh nhanh chóng làm cao biểu đạt bản thân không thèm giúp. Thái độ lồi lõm này làm Đại Yêu Vương nóng ruột muốn chết, nó nghiến răng nghiến lợi hỏi anh muốn làm thế nào mới chịu giúp. Giang Tiểu Bạch cười ha ha trong lòng, dưới vị thế kèo trên mà ra lệnh cho Đại Yêu Vương xin lỗi mình trước rồi mới hứa không giết mình. Ánh mắt chân thành diễn tập của anh làm Đại Yêu Vương tức muốn chết, hận không thể xé đôi anh ra nhưng sau một hồi đấu trí vì để được thoát thân đại yêu vương chỉ có thể cắn răng cúi người xin lỗi giang tiểu bạch thái độ rất chân thành hứa hẹn sẽ không giết anh giang tiểu bạch làm giá khẽ ho khụ khụ hai tiếng rồi mới gật đầu đồng ý hỏi hắn muốn rút gì sau đó chỉ thấy đại yêu vương tiến lại gần chỉ vào thanh kiếm nhỏ xíu đang ghim trên chắn nó nó nói đây là thứ xuất hiện mấy trăm năm trước khi bản thân đi vào một cảnh giới thì chả hiểu sao đầu xuất hiện cái thứ chết tiệt này nhưng dù có tìm bao nhiêu người đi nữa cũng đều không rút được kiếm ra người cảnh giới cao thì trọng thương không thì tổn thọ không những vậy mà cả nho kiếm lão tổ của anh cũng suýt bị diệt hồn câu chuyện ly kỳ làm tiểu bạch nghe rất nhập tâm chỉ là sau đó nho lão tổ lừa đại yêu vương vào bí cảnh này rồi dùng xích giam nó lại nó bị lừa nên rất cay cú ở đây chờ mấy trăm năm thậm chí còn sắp bị thanh kiếm này làm ảnh hưởng tâm trí luôn rồi nó nhắc nhở anh hãy nhanh chóng rút kiếm ra đi nếu không nó sẽ không tự chủ được mà nuốt chừng anh trước khi rút cả kiếm mất Tới đây Giang Tiểu Bạch mới hiểu ra nguyên nhân tại vì sao Nho Kiếm Lão Tổ lại giam yêu vương ở đây rồi. Ngài ấy là sợ nó bị mất tâm trí rồi giết người bậy bạ. Nhưng giờ chính anh cũng không có còn đường lùi nữa, trước sau thì đều chết, lần này cứ thử tiến về phía trước xem, may ra còn đường bước. Giang Tiểu Bạch nhanh chóng leo lên lưng của Đại Yêu Vương, dưới sự hợp lực cúi người của nó, anh cảm thấy lần này mình đưa ra ý định này cũng rất liều mạng ngay cả đại lão tổ tông của nho kiếm còn không rút được ra thì kẻ phàm nhân con sâu bệnh 18 năm như anh làm sao mà làm được nhưng đây cũng là cái số nhận lời rồi thì giờ chỉ có thể cắn răng chịu đựng leo lên quỷ yêu cao lớn này thôi thấy răng tiểu bạch mới leo được có vài ba bước mà đã mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như mưa miệng cũng thở hồng hộc thì đại yêu vương bắt đầu mất kiên nhẫn hắn liếc đôi mắt toàn lòng trắng của mình sang khinh bỉ nhìn anh rồi quát lớn bắt anh nhanh cái chân lên một chút bản thân to lớn đang gồng sức cúi sát người như thế cũng rất mệt mỏi Giang Tiểu Bạch bị dục thì cuống cuồng leo lên thì cuối cùng cũng đã có thể đứng trước hắc kiếm, anh mặc cho tiếng lải nhải không ngớt của đại yêu vương vang bên tai. Bản thân mình thì lau đi mồ hôi trên mặt, miệng chỉ dám lẩm bẩm than trách mình đã leo đến đây mệt muốn chết, yêu vương keo kiệt cho nghỉ một chút cũng không cho. Nhưng đại yêu vương làm sao mà không nghe thấy mấy cái lời ấy, hắn mắng anh lề mề rồi bắt đầu chờ mình. Cơ thể to lớn dung chuyển không khác gì tạo nên động đất, vậy nên Giang Tiểu Bạch bị nó làm cho cho đảo tới suýt ngã, người chóng mặt muốn sắp tiền đình luôn. Thế nhưng trong lúc anh tưởng chừng như thế giới sắp bị đảo lộn bởi cái con điên đại yêu vương này thì tay anh vô thức nắm được vào chuôi kiếm. Giang Tiểu Bạch bất ngờ bởi thứ phát ra trong thanh kiếm mà anh cảm nhận được, nó như một luồng khí nội lực cực mạnh, ra sao như đại hồng thủy đang liên tục ồ ạt trào ra. Anh cố gắng chấn an bản thân, dùng sức dồn vào bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm mà rút lên với hết sức bình sinh. Giang Tiểu Bạch kinh sợ, vì anh dường như đã cảm nhận thấy luồng khí tức này có khí thức của riêng nó. Nó đang điên cuồng nuốt tinh khí của anh hòng nuôi dưỡng thanh kiếm không những vậy giờ tay anh đã bị nó dính chặt tới không buông ra được luôn rồi giang tiểu bạch hoang mang khi bản thân bị một luồng điện cực mạnh từ thanh kiếm phát ra rồi bao chọn lấy thì cuối cùng cũng có thể cảm nhận được cảm giác của những đạo nhân trước kia tới rút kiếm rồi khó trách đến ngay cả lão nhị kiếm sư tổ cũng không rút được ra mà còn bị phản vệ thế nhưng khi cơ thể của giang tiểu bạch tưởng chừng như không chịu được nữa tóc và toàn thân đều bị nó làm cho tàn tạ thì anh lại vô thức một lần nữa rút được thanh kiếm quỷ chết tiệt này ra cái thứ đó làm cho cơ thể anh tê liệt khi hơi sức cạn kiệt thì chỉ có thể thả tự do bản thân mà rơi xuống cũng may giang tiểu bạch được đại yêu vương một tay to lớn đỡ được nên an toàn giữ được một thân nguyên vẹn nhìn anh trong lòng bàn tay nó sống mấy ngàn năm rồi bị giam cầm cũng thật không ngờ một con ma bệnh như anh có thể rút được kiếm quỷ chính nó cũng phải kính nể vì năm ấy lão nho kiếm đâu có rút được thanh kiếm này đại yêu vương quan sát cơ thể đang bất tỉnh kia một lượt không biết đây là phúc hay họa bởi vì tiểu tử này nếu được phát triển thì chắc chắn nhân loại này sẽ có thêm một nhân tài kiệt xuất. Như nó nghĩ tới, nếu thất bại thì Giang Tiểu Bạch này cũng sẽ trở thành một mầm họa lớn. Vậy nên Đại Yêu Vương suy nghĩ một hồi, nó cảm thấy vẫn nên là giết chết anh luôn tại đây để tránh rước thêm họa lớn cho sau này. Nhưng chính bản thân nó cũng thật không tin vào những gì mình sắp thấy, hắc kiếm vậy mà lại dần biến mất và dung nạp vào cơ thể của Giang Tiểu Bạch. Nhìn thanh kiếm từ từ biến mất trong tay anh, đầu nó vang lên một tiếng ách, mắt cũng chừng lớn nhìn sự tiêu tan dần đều rồi biến mất của thanh kiếm mà ngẩn người một lúc sau cùng nó lại quyết định đặt anh nằm xuống đất còn bản thân thì ngồi một bên đợi giang tiểu bạch tỉnh lại thời gian cũng trôi qua nhanh chóng rất lâu sau nam chính của chúng ta mới chịu ôm đầu đau đớn mà từ trong hôn mê tỉnh dậy bầu trời khi ấy đã ngả tối giang tiểu bạch kêu ưm một tiếng rồi ôm đầu tỉnh dậy dưới con mắt đỏ như máu của đại yêu vương đôi mắt to và sáng đỏ như ánh lửa làm giang tiểu bạch giật mình tới mức suýt chửi bậy anh chất vấn nó nhìn anh làm cái gì nhưng anh giang của chúng ra bây giờ mới nhận ra được vấn đề của câu chuyện sau cú hét thất thanh thật lớn thì mới có thể bình tâm lại đại yêu vương cũng không chấp nhất người trước mặt chỉ đại ý nói không chấp nhận anh đúng là trước đây nó không có quá mong chờ vào việc anh giúp rút thanh gương nhưng không ngờ thanh kiếm ấy lại được giang tiểu bạch thực sự rút ra anh mặc kệ lời nói của nó tò mò hỏi thanh kiếm đã rút ra thì đâu rồi bộ dạng đòi của của giang tiểu bạch là đại yêu vương mắc cười nó nói cho anh biết chuyện thanh kiếm bị dung nạp vào cơ thể của anh nhưng Giang Tiểu Bạch nào có tin. Chỉ là khi thấy ánh mắt như không nói dối của yêu vương nhìn mình, anh mới thật sự có phản ứng kinh sợ. Nhìn nam nhân ngốc vừa la ó vừa đấm vào cơ thể để thanh kiếm chui ra hệt như tên ngốc thì đại yêu vương chán nản vô cùng. Nó mặc kệ cho anh múa may quay cuồng như con sâu một hồi lâu thì mới đứng dậy giải thích. Căn bản việc dung nạp này có thể hiểu là chia ra hai loại linh dung và hồn dung. Mà linh dung thì thường ở đan điền, hồn dung sẽ ở nê hoàn. Giang Tiểu Bạch nhìn chẳng có tí linh lực nào thì nó chắc chắn kiếm đã thành hồn dung linh căn ở thế giới này đã hiếm nhân loại mà có hồn căn thì càng hiếm hơn vậy nên nếu hồn căn của giang tiểu bạch thuộc tính nhất định thì tương lai chắc chắn anh là thứ mà các đại gia tộc điên cuồng tranh đoạt giang tiểu bạch nghĩ tới cảnh mình bị tranh đoạt thì có hơi dùng mình nhưng vẫn tiêu sái xoa cằm hỏi yêu vương mình dung hợp vậy là tốt hay xấu nhưng vấn đề này ngay cả yêu vương cũng không đoán trước được bởi lẽ thanh kiếm này rất quỷ dị không biết từ đâu xuất hiện lại còn quấy nhiễu nó bao năm nó tỏ ý đây là mệnh trời giang tiểu bạch đã dung nạp hắc kiếm thì tự khắc nên đi tìm hiểu thì hơn thấy đại yêu vương trốn tránh anh thấy con yêu quái này thật vô dụng nói như không nói nhưng dù sao anh cũng là người xuyên không đâu có hiểu thế giới này ra sao đâu mà tìm hiểu hắc kiếm rồi một lúc sau như nhớ lại trước đó nó đã hứa với anh một việc giang tiểu bạch quay sang nhắc nhở đại yêu vương cấm có chơi ăn gian mà định quỵt nợ Thấy con yêu quái này cứ đẩy đưa ánh mắt đi chỗ khác nhằm tránh né, Giang Tiểu Bạch dùng kế khích tướng khen ngợi nó, còn thăm dò nó không được quên những gì đã hứa. Tất nhiên Đại yêu vương xem trọng thể diện thì làm sao dám lảng tránh nữa. Nó đường đường cũng là đại yêu vương, sao có thể nói bông đùa với mấy tên nhân loại này được. Nó cho phép Giang Tiểu Bạch đòi hỏi một quyền lợi, nhưng chính anh giờ đây khi đạt được mục đích rồi lại không biết nên đòi hỏi hay yêu cầu gì. Hắc kiếm này đã ở trong cơ thể thì anh nghĩ chắc chắn sớm muộn phải lấy ra nhưng mà con yêu vương này còn bị hắc kiếm khắc chế thì lấy ra được cái con khỉ gì. Giang Tiểu Bạch quyết định gạt hắc kiếm sang một bên bởi còn có chuyện quan trọng hơn để làm. Anh nhớ tới gương mặt dữ tợn như muốn băm vằm anh ra của tên Dương Thành kia, vai không khỏi dùng mình một cái. Hắn ta muốn giết chết anh, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu không ám toán được. Vậy nên Giang Tiểu Bạch quyết định hỏi đại yêu vương có cách nào bảo vệ tính mạng hoặc giết người hay không nội tâm anh cũng gào thét lắm chứ đường đường là người hiện đại xuyên không tới dị giới lấy võ lực vi tôn vậy mà lại nhập vào thân xác con sâu bệnh thấp cổ bé họng này nhưng nghe thấy mong muốn giết người của anh yêu vương lại thấy hứng thú nó hỏi anh là đang muốn giết ai giang tiểu bạch kể sơ qua về tên cận bã ỷ mạnh hiếp yếu dương thành kia hắn mạnh quá nên anh không đánh lại được và việc này cũng khiến cho đại yêu vương rất tò mò nó hỏi anh sao không nói cho lão nho kiếm kia biết giang tiểu bạch bị câu hỏi này làm cho ngơ ngác nhưng rất nhanh anh ấy đã lấy lại được tâm lý nhân vật chính của riêng mình bởi vốn dĩ anh ấy đâu có quen biết gì vị nho lão tổ này đâu thế nên anh ấy đã tung ra tuyệt chiêu của riêng mình anh chém gió với con yêu vương này rằng là anh không muốn nói cho nho lão tổ vì anh đã gặp được đại yêu vương ở đây rồi mà lòng dạ nam nhân này cũng thâm sâu quá lợi dụng lòng tin của đại yêu vương và sự sĩ diện vốn có anh thể hiện mình tin tưởng tuyệt đối vào khí chất bất phàm thiên hạ đệ nhất vô song của nó đại ma vương đột nhiên được khen sau mấy trăm ngàn năm bị giam giữ thì sướng muốn chết cơ thể to lớn cùng hàm răng nhọn hoắt nhe ra cười ha ha tiếng gầm gừ làm rung chuyển cả một cánh rừng nó khen giang tiểu bạch đúng thật có con mắt gian ác tinh tường hiếm có bản thân đại ma vương nó đã cố ý giấu đi thần ẩn bao năm nhẫn nại không bộc phát mà anh vẫn nhìn ra được nể cái miệng ngọt nó chắc chắn sẽ giúp giang tiểu bạch trả thù nhưng nó muốn anh chủ động đưa tên khốn nạn dương thành kia đến đây nó sẽ làm hết mọi chuyện Ô lần giao kèo này lại làm cho Giang Tiểu Bạch hơi lung lay nha, anh cảm thấy khó nha, bàn tay đưa lên xoa cầm lẩm bẩm sợ bản thân không làm nổi. Nhớ lại lúc đó mình chạy bạt mạng tới đây, dù tên khốn đó dùng phủ chú chạy nhanh như gió, nhưng tới bìa rừng thì lại dừng lại, không hề bám theo nữa. Anh đoán có lẽ hắn đặc biệt sợ uy danh của Đại yêu vương, nhưng rất nhanh sau đó, một người một yêu bọn họ lại nghĩ ra một cách khác chuyển cảnh tới nơi ở của thiên tông khi ấy đồng học họ chu cũng vừa trải qua một ngày tồi tệ bên ngoài và giờ mới được trở về phòng nghỉ ngơi cậu ta than vãn mấy ngày nay lúc nào cũng phải đi quét rác rồi lại đào phân nên giờ vừa mệt vừa hôi thối muốn chết thế nhưng vừa uể oải mở cửa phòng ra để bước vào thì đã bị người ngồi sẵn trong phòng làm cho giật mình cậu ta thật không ngờ rằng có thể nhìn thấy giang tiểu bạch đang yên ổn không một vết xước ngồi trong phòng không những vậy còn rất thoải mái đưa tay lên chào hỏi cậu ta nhiệt tình đến thế đồng học họ chu vội vã chạy tới ôm trầm lấy giang tiểu bạch cậu ta liên tục nhìn kỹ xem anh có bị làm sao không và cũng vô cùng bất ngờ khi anh chưa chết giang tiểu bạch bị hành động ngây ngô này làm cho cười ha ha anh chứng tỏ mình chưa chết và còn sống nhân răng đây này nhưng đôi mắt của tiểu chu khẽ trầm xuống cậu ta bày ra vẻ mặt nguy hiểm để hỏi anh tại sao vào đó lại không gặp thứ gì kỳ lạ thế nhưng giang tiểu bạch cũng không có ý muốn tiết lộ anh chỉ giải thích qua loa rằng mình vào tới đó rồi ngất đi một lúc sau đó thì tỉnh dậy mà tìm đường trở về đây sau đó anh bám lấy bả vai của tiểu chu rồi cười đầy thâm ý anh hỏi cậu ta có biết việc gì có liên quan tới tên cường hào ác bá dương thành hay không anh đang rất muốn nghe tiểu chu hoài nghi hỏi giang tiểu bạch anh là đang muốn làm gì nhưng cậu ta đã bị dọa sợ bởi câu nói ngay sau đó của anh bởi vì giang tiểu bạch không muốn che giấu ý định giết chết dương thành trước đó tiểu chu không dám nghĩ nhiều cậu ta chỉ có thể trách giang tiểu bạch đang quá tức giận chứ đừng nói lung tung ai mà không biết người sau lưng chống đỡ cho tên Dương Thành đó là một đường ca, đệ tử chính thức của Vân Kiếm Tông. Những người như vậy hai đồng học nhỏ bé như bọn họ không thể đắc tội được. Tiểu Chu còn nói trước đó nếu Giang Tiểu Bạch nguyện ý đưa đan dược và linh thạch ra thì đã không xảy ra chuyện gì rồi. Cậu ta thật sự không dám tin giờ anh lại có thể có suy nghĩ như vậy. Giang Tiểu Bạch nhìn người đối diện đang luống cuống thì cũng không vội bắt ép cậu bạn anh chờ cho tiểu chu nói hết rồi mới từ từ tiến lại gần choàng vai cậu ta để chấn an việc anh muốn làm cũng không kinh khủng như tiểu chu đang nghĩ đâu anh cố giải thích cho tiểu chu hiểu đệ tử bên lao động bọn họ tương lai ở đây cũng không có dễ kiếm tài nguyên mãi mới tích được mấy viên đan dược và linh thạch thì lại bị cướp mất thì quá đáng tiếc những người trước đó ở đây đều bị tạo ra thói quen nhút nhát cho nên tích được bao nhiêu là phải giao nộp bằng đó giờ bọn họ khác rồi bọn họ không thể để những chuyện như vậy xảy ra nữa anh túm lấy vai của Tiểu Chu để khẳng định, nếu bọn họ không làm thì mai sau sẽ hối hận. Đường đây sỏi đá nếu đi nhiều thì cũng chết thôi nên chi bằng cứ tạo tiếng tăm rồi chết cũng không có muộn. Anh quả quyết nhấn mạnh với Tiểu Chu rằng vận mệnh của bọn họ thì bọn họ có quyền tự làm chủ chứ không có được để cho người khác tự tiện chi phối. Vậy nên nếu Dương Thành ác bá này không được loại trừ sớm thì bọn họ sẽ mãi mãi không có ngày thành danh. Tiểu Chu bị bộ dáng này của Giang Tiểu Bạch Anh làm cho chết lặng, nhất thời chỉ biết đứng yên như trời trồng sau một hồi đấu tranh tâm lý và tư tưởng tuyệt đối tiểu chu cuối cùng cũng gạt đi căng thẳng rồi hỏi giang tiểu bạch có chắc chắn kế hoạch này làm được thành công hay không đôi mắt nghi ngờ của tiểu chu làm anh phải quả quyết hơn anh nắm chặt nắm đấm rồi đưa lên ánh mắt kiên định nói mình chắc chắn và tất nhiên ánh mắt đó làm cho tiểu chu cũng có thêm dũng cảm cậu ta cuối cùng cũng đồng ý giúp đỡ anh đồng thời nhắc nhở anh tính đến trường hợp xấu nhất mà bọn họ gặp phải đi được sự nhắc nhở này anh cũng thoải mái hơn bởi vì anh cũng đã định nếu thất bại thì cùng lắm là mình lại được chết thêm một kiếp người nữa thôi nhưng anh cũng khẳng định mình sẽ cố gắng không để cho tiểu chu bị liên lụy vậy nên giờ bọn họ chỉ việc lên kế hoạch thôi và tất nhiên kế hoạch phải thực hiện càng nhanh càng tốt vì giang tiểu bạch anh đã quyết chuyện tốt thì chớ để ngày mai chừng một canh giờ sau trước tiểu viện của bọn họ xuất hiện thêm một đám người to lớn hùng hổ chửi bới hóa ra là đội anh em đầu gấu của dương thành kéo đến tìm giang tiểu bạch để tính sổ nhất là dương thành hắn đứng hiên ngang trước cửa rồi hùng hổ kéo áo muốn xông vào để túm đầu anh thật không ngờ một giang tiểu bạch mệnh yểu và là con bệnh lâu năm lại có thể sống sót trở về từ nơi cấm địa nguy hiểm đó sau tiếng mắng chửi giang tiểu bạch không sợ hãi mà thong dong ra mở cửa khi cánh cửa gỗ được mở ra dương thành cũng bất ngờ mất vài giây vì sự thật là anh vẫn còn sống hắn nhanh chóng hồi tỉnh rồi ra lệnh cho đàn em lập tức lao lên để giết chết dương thành và chỉ với một cú đá đột ngột của hắn đã khiến cho giang tiểu bạch ngã rụi xuống đất không những vậy đám đàn em của hắn cũng nhanh chóng lao lên đánh túi bụi vào người anh kẻ đấm người đá khiến cho giang tiểu bạch rất nhanh đã xuất hiện những vết bầm tím bọn chúng thấy anh bị đánh như vậy mà vẫn không kêu thắn nửa lời thì đánh càng hăng liên tục đấm vào người và đầu của anh chúng nói anh đừng có quá kiêu ngạo để xem sống được bao lâu giang tiểu bạch bị đánh thì không hề phản kháng nhưng khi nghe mấy lời mắng chửi kia thì lại bật cười bởi vì mỗi một hành động của chúng đều diễn ra đúng theo những gì anh tính đoán trước đấy Hóa ra là vào thời điểm một canh giờ trước, khi anh vẫn chưa rời khỏi vùng đất câm, tại đó yêu vương dùng móng vuốt sắc nhọn viết vào lòng bàn tay anh một ấn ký. Ấn ký ban đầu được viết ra khiến cho Giang Tiểu Bạch đau buốt, nhất là khi thấy chúng liên tục tỏa ra một làn khói đen nhìn rất mờ ám. Thấy anh nhăn mặt, đại yêu vương chỉ cảm thấy buồn cười, nó giải thích với anh đây là ký hiệu mang tên ngũ đạo linh ấn và nó rất lợi hại. Vì bản thân Giang Tiểu Bạch không có linh lực cho nên chỉ có thể dùng được 5 lần, nhưng hãy yên tâm vì nó có thể bảo vệ cho anh rất tốt, còn có thể tấn công người khác. Đặc biệt hơn, chỉ cần sau khi kích hoạt thì trong nháy mắt, một hơi thở ngắn ngủi thôi cũng có thể làm cho đối phương bị anh đoạt mạng nhanh như trở bàn tay, nếu đối phương thuộc trúc cơ trở xuống thì quá đơn giản. Giang Tiểu Bạch nghe uy vũ của nó nói về kết ấn này thì hú hồn chim én, tại anh cũng không nghĩ thứ ngoằn ngoèo này lại có thể lợi hại đến vậy, uy lực quá khủng khiếp. Linh ấn có sức mạnh nghe người, phóng ra ngoài thì hiệu ứng quá đặc biệt, còn phóng vào trong thì chỉ cần anh áp tay vào đối phương là có thể sử dụng. Thấy gương mặt nam nhân si ngốc cứ ngơ ngác nhìn kết ấn, đã yêu vương thở dài nhắc nhở anh, lúc sức mạnh của linh ấn này chạm vào cơ thể của người anh muốn giết thì đối phương sẽ bị thứ đó khoan vào bên trong, dần dần phá vỡ kinh mạch. Nếu Giang Tiểu Bạch thích cảm giác kích thích thì đây quá hợp lý, vì sau khi vỡ hết kinh mạch thì đối phương sẽ nổ tung, cảnh tượng quá màu sắc. Vậy nên nó đã cho anh một con dao giết người sắc như vậy rồi, thành công hay không thì còn dựa vào thực lực của anh. Những lời của đại yêu vương nói càng làm cho Giang Tiểu Bạch sôi máu, anh nghĩ nó là đang coi anh nhát gan, không dám giết người đây mà. Nhưng anh sẽ không như vậy, nương tay với kẻ địch thì chính là tàn nhẫn với bản thân, việc lần này anh quyết định giết chết tên Dương Thành đó đã định, tuyệt đối không thay đổi. Một yêu một người nhìn nhau, đại yêu vương chỉ cảm thấy Giang Tiểu Bạch này sau khi được hắc kiếm dung nạp vào cơ thể thì lá gan thay đổi không ít. Anh đứng dậy, gương mặt nghiêm túc gần giọng khẳng định, lần này bản thân anh quyết định sẽ tàn nhẫn với kẻ địch một chút. Và chuyển cảnh đến cảnh tượng hiện tại, ngay lúc này nhóm người của Dương Thành đang thở hồn hển dưỡng sức sau trận đánh đấm vừa rồi. Tên cao ngạo Dương Thành trừng mắt lớn nhìn anh đang ngã rụi dưới đất, đe dọa Giang Tiểu Bạch anh nên có mắt thì nên nhìn núi Thái Sơn. Thân phận của đám tạp dịch các anh đã thấp hèn từ xưa đến nay, thì giờ nên biết nghe lời chứ không phải gân cổ ở đây mà khiêu chiến với hắn hắn còn nói không có một ai dám đối đầu với hắn trước kia đặc biệt là bây giờ cũng không có tương lai lại càng không dương thành khẽ lau khóe miệng nhắc nhở giang tiểu bạch nên khôn ngoan giữ mạng đi nếu không gắn sẽ một cước đạp chết anh như một con kiến bị những lời xúc phạm như vậy bùa vây mà giang tiểu bạch lại chẳng còn cảm thấy khó chịu chút nào anh lau đi khóe miệng còn vương máu khó khăn ngước cơ thể đau nhức đầy vết bầm lên nhìn dương thành rồi khích tướng anh nói đám người tôm tép bọn chúng suy cho cùng cũng chỉ là mõm đừng tự ngộ nhận mình có thể là chủ đám bọn chúng đứng trước người của nội môn thì cũng chỉ là chó gác cửa mà thôi đừng có nghĩ mình và cho khác nhau thấy bọn chúng mặt sượng chân anh còn đánh liều móc mỉa thêm mấy câu khiến cho ai nấy nghe cũng điếng hồn rồi tức điên anh nói bọn chúng là đang tự biết mình không bằng đệ tử nội môn cho nên cố tình bắt nạt bọn họ để tìm lại sự tôn trọng đã mất trước đó dương thành bị đụng chạm đến lòng tự tôn thì nổi điên hắn nắm chặt nắm đấm rồi gầm lên nhanh như chớp lao tới muốn đấm vào mặt anh nhưng khi nắm đấm của dương thành gần chạm tới mặt anh thì từ xa đã có một bóng người lao vút tới kèm với lời ngăn chặn không cho gắn ra tay vọng tới dương thành liếc đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn cho kỹ cả kinh khi nhận ra người đang bay đến vậy mà lại là hoàng lẫm nguyên hắn đoán mãi không ra tại sao một người đang bế quan lại đột ngột tìm đến đây hắn ta nghĩ một hồi bàn tay nhanh chóng túm lấy tóc của giang tiểu bạch rồi cười gằn hắn quyết định hôm nay sẽ chơi đến đây thôi và tha cho tiểu bạch một mạng hắn còn không quên hẹn anh mai lại tới chơi tiếp nụ cười đều giả ấy làm giang tiểu bạch vô cùng chướng mắt anh run rẩy lết thân thể đến gần chân hắn rồi nắm chặt hành động này làm cho dương thành nhất thời không biết nói gì trong khi hắn vẫn đang không hiểu anh định làm gì thì giang tiểu bạch đã nở một nụ cười vô cùng kỳ quái một tiếng bục phát ra cùng với đó là màu đỏ tươi văng tung tóe ra mặt đất bầu không khí cũng theo đó mà bị bao trùm bởi mùi tanh tưởi chính giang tiểu bạch anh khi ấy cũng bị cảnh tượng này dọa sợ làm cho giật mình trong khi những đệ tử khác đứng xung quanh thì hoàn toàn bị tiếng nổ đó làm cho sợ chết khiếp giờ trên mặt đất chỉ còn lại giang tiểu bạch đang chật vật lê lết cơ thể về phía trước nhưng trên khuôn mặt anh lúc này lại toát ra một sự mãn nguyện thế nhưng ngay sau đó anh liền ngất đi vì bị thương quá nặng những đồng học và đàn em của dương thành run rẩy nhìn đống hỗn độn trước mắt thì lắp bắp hỏi nhau rằng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra dương thành tại sao lại nổ tung vậy được đợi cho đến khi hoàng lâm nguyên đặt chân xuống đến nơi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra khắp nơi chỉ toàn là máu Hoàng Lẫm Nguyên mặc kệ tiếng chào hỏi của đồ đệ, gương mặt nhăn nhó cùng đôi lông mày nhíu chặt, khó chịu hỏi chuyện gì đang xảy ra. Ông ta thừa biết Giang Tiểu Bạch là người mới đến, thể chất tương đối kém cho nên không thể làm ra được loại chuyện như vậy. Niềm tin không lung lay nhắc nhở ông ta suy đoán chuyện này có thể là do có kẻ ngoại môn nhúng tay vào hoặc ai đó ngầm chỉ thị ra tay, để khiến cho một cơ thể đang nguyên vẹn và khỏe mạnh chỉ trong một hơi thở đã nổ tung đủ để thấy tu vi của hung thủ tối thiểu cũng là luyện khí tầng 9, chỉ có vậy thì mới có thể làm ra chuyện thần không biết quỷ không hay như thế này. Đột nhiên Hoàng Lẫm Nguyên cảm thấy căng thẳng, vì ông ta biết thực lực của kẻ này chắc chắn phải mạnh hơn cả ông ta, hoặc có thể đối phương đã đạt tầng trúc cơ. Bởi ai cũng biết trên luyện khí tầng 9 chính là trúc cơ, dù chỉ cách nhau một tầng, thế nhưng khác biệt quá nhiều. Rồi bóng dáng của người đó xuất hiện trước suy nghĩ của Hoàng Lẫm Nguyên, ông ta nghĩ có thể là do người này ra tay giang tiểu bạch chính là do người đó đích thân gửi đến đây chắc chắn hai người này có khả năng là quen biết nhau và thân thiết từ trước và với tính cách của vị nữ nhân đó thì ông ta cũng thấy có khả năng lắm nhưng suy nghĩ một hồi ông ta quyết định lo cho cái tên ngốc đang ngất dưới đất kia trước đã ông ta dựng giang tiểu bạch ngồi dậy khó khăn đút cho anh một viên linh đan cầm hơi rồi tự trách mình quá hồ đồ chậm chạp suýt chút nữa là làm cho anh mất nốt cái hơi tàn cuối cùng rồi sau khi đã thu dọn xong xuôi tàn cục lẫm nguyên trưởng lão nghiêm mặt căn dặn đám đồ đệ chứng kiến chuyện hôm nay tuyệt đối không được để lộ ra ngoài nếu không sẽ không tha cho một ai đám người nhận được mệnh lệnh thì chỉ có thể sợ hãi chấp thuận làm gì có ai muốn lo chuyện bao đồng mà làm hỏng đi tương lai tu tiên cơ chứ vậy nên cho đến khi hoàng nguyên lẫm dứt lời không một ai dám bàn tán thêm gì nữa mà chỉ có thể cúi đầu ông ta cũng đặc biệt căn dặn tiểu chu chăm sóc giang tiểu bạch đợi đến khi anh tỉnh dậy thì đưa đến gặp ông ta ngay lập tức Tiểu Chu vốn dĩ nhất gan nên không có mặt lúc Giang Tiểu Bạch bị Dương Thành vần cho ra bã, vậy nên bây giờ dù được giao cho chăm sóc người bị đánh thì lại ngơ ngác quay ra hỏi người đánh đang ở đâu. Đám đàn em của Dương Thành đến giờ vẫn chưa có hoàn hồn, một tên cố gắng cất giọng nói về việc Dương Thành đã chết rồi. Tiểu Chu vì câu nói ấy mà nhất thời không biết nói sao, sau cùng chỉ có thể liếc mắt nhìn Giang Tiểu Bạch hôn mê dưới đất rồi thầm nhủ anh đã làm được việc đó rồi, việc tưởng chừng như không thể ấy nhưng đâu có ai biết lúc đó tiền thức của giang tiểu bạch đã được triệu hoán đến bên hát kiếm từ bao giờ khi anh mở mắt thì đã nhìn thấy thứ đó lơ lửng cạnh bên mình từ bao giờ giang tiểu bạch nhận ra đây chính là thanh kiếm đã cắm trên đầu của yêu vương mấy trăm năm mặc dù cũng khá bất ngờ nhưng anh vẫn bị cơn tò mò làm cho lấn át nỗi sợ anh đưa bàn tay khẽ chạm tới thanh kiếm nhưng tiếc là khi ngón tay chỉ mới vừa chạm tới nơi thì cơ thể đã cảm nhận thấy một sự đau đớn kịch liệt đâm thẳng từ ngực rồi lan ra Giang Tiểu Bạch cảm nhận thấy thanh kiếm này như phóng ra một luồng sức mạnh nào đó cực mạnh và nó muốn cắn nốt anh. Nhưng sự kiên cường của anh không cho phép nó làm thế, đôi mắt anh mở lớn cùng với đó là sự tròn tỉnh khỏi giấc mộng đáng sợ đó. Xem ra việc thanh kiếm bị dung nạp vào cơ thể của anh vẫn còn rất nhiều ẩn tình. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch chuyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.